Vâng, em lại xin được gửi lời chào đến tất cả anh em làm thợ đam mê bẫy chim cò. Thì ngày hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu đến cho anh em những cái sản phẩm để anh em phục vụ anh em đi bẫy. Mùa này thì anh em bắt đầu đi bẫy chim bìm bịp, đi bẫy cuốc. Mùa này là cái mùa tháng 8 này là chim bổ rất là hăng, chim non nó mới ra cũng đến tầm trưởng thành ấy, anh em đánh rất là dễ. Thì hôm nay giới thiệu đến cho anh em những cái sản phẩm anh em để anh em tham khảo là những cái mẹt này, bộ thòng. Thì trước tiên em sẽ giới thiệu về cái để anh em gọi chim bổi để về anh em bẫy. Thì nó là một cái sản phẩm loa điều khiển từ xa để anh em gọi bổi về. Cái thòng này có thể anh em bẫy được những cái em giới thiệu sau, em giới thiệu loa trước. Loa này thì nó sử dụng ngoài bằng cái thẻ nhớ. Đây em sẽ bóc loa cho anh em xem. Một cái loa như này. Loa này gọi là loa điều khiển từ xa. Có một cái túi đeo tặng cho anh em để anh em đeo đi khi anh em vào rừng này. Một cái thân chính của loa này. Một cái điều khiển remote, điều khiển từ xa này. Cái loại này thì điều khiển được tầm khoảng 200m đổ lên nhá. Bao test cho anh em là 200m đổ lên. Còn anh em đi xa bao nhiêu thì đấy là tùy của anh em. Đấy, loại loa này thì anh em cần mua thêm một cái thẻ nhớ. Cái loa này em đang bán là 430.000 này. Đấy, em báo giá của thời điểm này là tháng 9 năm 2019 nhá. Còn anh em cập nhật được cái loa của thời điểm nào, video thời điểm nào anh em cứ alo trực tiếp đến thì cho nó dễ, bởi vì là giá cả ở bên đầu trên nó lên xuống liên tục, thì cứ lên em báo lên, xuống em báo xuống. Hiện tại thì em đang bán là 430.000. Bao ship chưa bao gồm thẻ nhớ. Anh em mà cần mua thêm cái thẻ tiếng đầy đủ ấy thì anh em báo em cái thẻ nhớ 4G. Đấy thì đây là cái lỗ cắm thẻ nhớ này. Trong cái thẻ nhớ đấy thì em cóp sẵn cho anh em đầy đủ tất cả các thứ tiếng như chồn đèn, sóc đá, đa đa, cuốc, bìm bịp, chim, cò, đầy đủ hết cho anh em về anh em chỉ việc đánh thôi. Đây là về cái bộ phận của loa. Loa thì nó đi kèm đầy đủ cho anh em dây đeo mic. Mic trợ giảng này, dây đeo này. Quả pin của điều khiển này, một cái điều khiển. Một cái sạc với một cái túi. Đấy, em làm cái video này tổng quan để cho anh em bẫy bộ combo thì anh em tham khảo nhé. Thế về đấy là về loa. Sau đó em giới thiệu về bộ thòng. Bộ thòng đánh đa lăng này. Bộ thòng này là bộ thòng đánh anh em đánh chồn này, đánh cuốc, đánh bìm bịp, đánh đa đa, đánh cúm núm. Nói chung là anh em cần đánh con gì thì anh em đánh. Quan trọng nhất là phục vụ mục đích chính của anh em. Bộ thòng này nó có 10 chân như này. Đây anh em có thể đếm này. 10 chân này. Mỗi chân thì nó có 5 vòng dây. Dây là sợi, đây là sợi đan của, đây là thòng đan cước. Cước này là cước Thái nhá. À, cước Nhật. Đây cước Nhật. Còn thòng xe kia bên là cước Thái. Đây cước này là cước Nhật, rất là bền. Anh em đánh chồn thì thoải mái, không lo bị đứt. Tại này thì tặng thêm cho anh em thêm 5 cái vòng dây như này để anh em sơ cua, anh em thay thế. Một bộ thòng này có 5 dây như này, 5 khung như này. Để có khuy cài các thứ cho anh em. Đây. Anh em đánh rất là hiệu quả, món này rất là nhạy. Về anh em cắm xuống, anh em chọn địa hình anh em cắm, anh em gọi chim về anh em đánh. Đánh con gì thì gọi con đấy, ở loa nó có hết rồi. Về bộ thòng. Tiếp theo em giới thiệu bộ mẹt. Mùa này anh em đánh bìm bịp ấy, bìm bịp thì hay đánh bằng mẹt. Cái mẹt thì rất là nhạy. Một cái mẹt này tặng cho anh em một cái quả chuông như này để báo hiệu khi có bổi dính thì anh em ra anh em bắt bổi thôi. Chuông thì về anh em buộc vào cái lưới này. Còn rất em sẽ làm một cái video hướng dẫn về cái cách sử dụng cái mẹt này. Em sẽ để dưới đường link bên dưới của mô tả. Hoặc là đường link phía dưới bình luận này anh em có thể kéo xuống anh em xem cách đánh. Đây, bộ cái mẹt này thì có hai cái chân cắm như này cho anh em này, anh em cắm sâu xuống đất để ghim. Ghim xong thì cái lò xo này là lò xo. Lò xo này thép CNC và thép công nghệ cao nha, thép Bali này. Thép Bali thì rất là cứng, anh em mà bị sập bổi là bổi không thể dãy ra được. Thì khi anh em gỡ ra mới ra được, rất là cứng. Và hướng dẫn sử dụng thì em sẽ hướng dẫn cái video bên dưới anh em có thể tham khảo. Lưới này thì sợi lưới này anh em dùng này rất là bền. Đó như cái sợi võng ở thời xưa của anh em ấy, anh em dùng có 3-4 năm không thể đứt được, không thể rách được. Tránh mưa tránh nắng ra. Tránh mưa thôi, nắng này không tránh được, tránh mưa. Mưa thì nó nhanh bị mủn. Đấy. Một cái để kẹp con mồi, con nhái hoặc là con dế hoặc là con cóc gì đó anh em kẹp vào đây. Có cái độ treo mồi đây, cái que cắm này, tặng hết đầy đủ cho anh em về chỉ việc đánh thôi. Đây là mẹt thép nhá. Còn đây là cái mẹt inox. Hai cái mẹt này là hình thức cơ cấu hoạt động giống đặc nhau. Chỉ khác nhau chất liệu thôi. Đấy, còn về tất cả những cái phụ kiện săn bẫy khác hay là những cái dòng loa điều khiển từ xa mà cao cấp hơn thì anh em có thể tham khảo với em qua hai số điện thoại em sẽ để dưới góc bên phải của màn hình hoặc là dưới tiêu đề của video. Anh em alo đến thì anh em mình sẽ tư vấn trực tiếp cho nhau, anh em cần những sản phẩm gì thì bảo em. Bây giờ em xin phép là kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.